Xin chào anh em, mình giới thiệu với anh em một cây guitar Moritz Nhật nha anh em. Có EQ kết nối amply zin theo đàn luôn. Cây đàn rất là đẹp. Đó anh em coi nè, tổng quan cây đàn rất là đẹp luôn nha anh em nha. Đẹp rồi là đẹp luôn. Đây là Moritz Rumler nha anh em ha. Rumler MR2. Ngoại hình đàn thì rất đẹp luôn rồi. Đây. Đẹp từng chi tiết luôn, lát mình sẽ quay gần cho anh em coi. Cây đàn này đã được mình canh chỉnh ở cái mức rất là tuyệt vời luôn anh em, cần phím rất là êm nha. Âm của đàn thì chắc chắn nó hay rồi, một cây đàn thương hiệu của Nhật mà hàng Moritz mà dán khuyết thì rất là hiếm luôn anh em, dán khuyết rất là hiếm luôn nha. Ngoại hình đàn thì đẹp, EQ thì zin theo hãng luôn. Đó, anh em kiếm những cái đàn mà Moritz hàng Nhật mà khuyết mà EQ zin rất là hiếm nha anh em nha. Khóa là khóa Goldtone, khóa xịn của Nhật. Đây, hoàn toàn nó đẹp hết, không một chút lỗi lầm luôn nha anh em nha. Đẹp hoàn toàn luôn, EQ kết nối đi thì ngon luôn. Cái ngựa của đàn này là ngựa lớn anh em, nó không giống như những cái ngựa bình thường mình đâu. Cái ngựa nó to và dày hơn những cái ngựa mình nha. Ngựa này ngựa zin theo đàn luôn. Chất lượng rất là tốt, âm hay, giá cũng rất rẻ đó anh em. 4 triệu đồng nha anh em, mình đang bán với giá là 4 triệu. Thông thường những cây như thế này anh em mua là 6-7 triệu là chuyện bình thường nha anh em nha. Chưa chắc những cây đó nó đẹp được như cây này nha anh em nha. Đó, ở đây giá là 4 triệu là rất rẻ rồi anh em, rất rẻ luôn. Kiếm cây thứ hai chứ không ra luôn anh em. Tổng quan cái đàn là ngon lành nha, đàn chất lượng tốt và không một chút lỗi lầm. Mình đang bán với giá 4 triệu, mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test EQ khi kết nối với amply cho anh em coi luôn nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em coi gần cái đàn nè, hoàn toàn là đẹp nha anh em nha. Mặt tớp đàn đây, hoàn toàn đẹp luôn anh em. Chỗ này cấn miếng nha anh em nha, nhỏ xíu nè, không chày xước, không bị vấn đề gì luôn. Nó chỉ là có va chạm nhẹ ở đây, cho nên ở đây nó có cái dấu vết vậy thôi, chứ không bể vỡ, không hư hỏng, không có bất cứ vấn đề gì ở đây luôn nha. Đó, chỉ có chút xíu dấu cấn vậy thôi. Tem của đàn hàng Nhật nha anh em nha. Đây là Rumler MR2 đẹp hoàn toàn luôn. Khóa là khóa Goldtone, khóa xịn, hàng thương hiệu luôn anh em. Lưng đàn đẹp luôn nha, eo đàn đẹp hết. Đây là đầu gắm rắc đây anh em, gắm rắc đây. EQ là EQ của Moritz nha anh em nha. Em thấy chữ Moritz không? EQ zin của hãng luôn. Đây chỗ này để pin, anh em để pin đây. Rồi đo cái action cho anh em coi, mình đã canh chỉnh ra cái mức cực kỳ là nhẹ luôn rồi. Đây là anh em thấy không? Action dây số 1 thấp hơn chuẩn luôn nè. Dây 6 nó thấp hơn chuẩn luôn nha, để anh em mình chơi cho nó êm. Rồi. Âm nó rất là thanh, tiếng rất là trong anh em. Rồi mình sẽ test cần phím cho anh em coi nha. Cần phím là ngon lành hết nha anh em nha, không rè, không tẹt, không lỗi mà các action nó rất nhẹ, rất êm tay luôn anh em. Mình rải vài hợp âm, anh em nghe và cảm nhận cái âm mộc của đàn nha anh em, vài hợp âm thôi. Cảm nhận cái âm và cái độ ngân của đàn anh em thấy không? Ngân rất là tốt luôn. Âm mộc tiếng rất là sạch, rất là sáng nha. Mình sẽ kết nối amply thử để anh em nghe cái âm của đàn khi kết nối với amply. Rất là mạnh anh em, rất là mạnh. 6 giây. 6 giây đều sạch ngon lành nha. Mình cũng sẽ rải vài hợp âm để anh em nghe và cảm nhận cái âm của đàn khi đàn kết nối với amply. Thank you.
đang kết nối với Amply, rất là sạch, rất đều, rất mạnh tiếng luôn nha anh em nha. Ngoại hình thì đẹp, chất lượng tốt, EQ kết nối với Amply ngon lành, giá mình bán chỉ có 4 triệu đồng thôi anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.